có cái này sơ xử lý gì nhỉ? Chị ơi, khách này của ai đấy? Khách của Hạnh đấy, khách ai? Khách của em. Sơ nào chắc đấy. Sơ nào chắc cái đấy nhỉ? À, ai chắc đấy? Cái này của trong khách hàng. Không nào đúng không? Em đi xử lý nhá. Của anh ấy. Khách mà gửi video ấy. Khách gửi video CV ấy. Anh đang xử lý mà. Em xử lý sao rồi? Nó chỉ gửi mỗi FBA. Cái ông gửi video theo đấy. Em vẫn đang xử lý đây. Em bỏ vào đây. Và thông tin của công ty của Nam Bắc thì sẽ đã thực hiện kế hoạch điều tra các kho sữa để tra chất lượng. Tại vì kho hàng bị mà bị bắt quả tang lấy đi. Ngoài qua đi sang cũng có kiểm tra được cái nào họ bị đưa lên. Còn không? TV. Một phòng khác nữa. Đây chị, cái này chị Hiền, chị em xử lý đúng không? Vâng. 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 V